Trích sách Ezra. Tôi là Ezra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu. Áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ gối xuống, giơ tay lên là Thiên Chúa tôi mà thưa rằng: Lạy Chúa, con hổ ngươi, thẹn thuồng, không dám ngước mặt lên cùng Chúa, vì những sự gian ác của chúng con chồng chất trên đầu chúng con, và tội lỗi chúng con cao lên tới trời. Kể từ thời cha ông chúng con cho tới ngày nay, tội lỗi chúng con đã quá nhiều, và vì sự gian ác của chúng con, nên chúng con, vua Chúa tư tế của chúng con, bị trao vào tay vua các dân ngoại, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc và bị thẹn mặt như ngày nay. Và hiện giờ đây, Chúa vừa tạm ban cho chúng con một chút lòng thương xót, là để cho chúng con sống sót phần nào, và cho chúng con một nơi ẩn náu trong chốn thánh của Chúa, để soi sáng mắt chúng con, và ban cho chúng con một chút sự sống trong cảnh nô lệ của chúng con. Vì chúng con là nô lệ mà Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ, nhưng Chúa đã khiến các vua Ba Tư thương xót chúng con, mà cho chúng con còn sống để chúng con xây cất nhà Thiên Chúa chúng con, tu bổ những nơi hoang tàn, và cho chúng con một chỗ ở trong xứ Giu-đê và tại Giê-ru-sa-lem. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa trừng phạt rồi lại tha thứ, Chúa đầy xuống âm phủ rồi lại đem ra, và không một ai thoát khỏi tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời, bởi vì thế Chúa đã phân tan các ngươi giữa các dân tộc không nhìn biết Chúa, để các ngươi tường thuật các việc kỳ diệu của Người, để các ngươi làm cho họ biết rằng ngoài Người ra không có Thiên Chúa toàn năng nào khác. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời, hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho ta, hãy tuyên xưng Người với lòng cung kính và run sợ, hãy suy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các ngươi. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời, tôi tuyên xưng Người nơi tôi bị lưu đày, vì Người tỏ ra uy quyền trước dân phạm tội. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời, hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng Người tỏ lòng từ bi với các ngươi. Lạy Chúa, Chúa cao cả muôn đời. Alleluia, Alleluia. Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy rũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: Chúa Giêsu sai các tông đồ lên đường với sứ mạng gói gọn trong hai việc.
rao giảng và chữa lành. Mục tiêu nhắm tới là đạt được hạnh phúc trong nước Thiên Chúa. Việc chữa lành là chứng tá của người tông đồ và dấu chỉ nước Thiên Chúa đang đến. Cầu nguyện. Khi thế gian chìm trong tội lỗi khổ đau, Chúa xuống thế làm người để gánh khổ. Khi thế giới đang chết chóc vì COVID-19, Chúa mời gọi chúng con đi và chữa lành. Amen.